Theo nguyện vọng của mình thích sao nói ngay ngay chơi coi cái đã nào. Đây là quản lý với anh Mọi Mỹ Tho nha mọi người. Nguyện vọng sao nói sơ sơ đi. Cắt sai bát đi. Sai bát rồi sao nữa? Hai bên xanh xanh. Sai bát rồi sao nữa? Cắt thôi hả? Không làm gì hết nữa hả? Nhuộm lại. Nhuộm lại. Có phục hồi tóc lại không? Phục hồi luôn. À. Phải nói luôn chứ nè, mọi người nhớ coi gần vô cho coi nè. Tóc nè. Ra hai khúc màu, một nha, xệ tóc này. Biểu diễn chơi nha, nhìn nè. Nha. Vuốt là đứt ngọn thôi nè, thấy không? Tuyết nhiệt đới nha, người như nè, tóc tuyết rớt, tóc rớt, thấy không nè, như nè, ngọn tóc nó đã gãy rồi, gãy cấu trúc hết rồi nè. Bây giờ mình là chúa sửa tóc sửa tổ mà, gãy cái tóc này nhầm nhò gì ha. Rồi bắt đầu mũi trọc luôn, cái đó là phục hồi tốt nhất, ra là 100% tóc khỏe ha. Feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, y'all got the semi-four weight. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and tried to locate. This for the time, got time for no day. One, too many ongoing. Two, too crazy and I got three, bad ones and they ready. Four, a good time, so now it's five, in the whip we left the. Cái sợi tóc này á, nó rất là yếu rồi. Và khi mà mình cần phục hồi lại á, khi mà mình cần phục hồi nha, thì bắt buộc luôn, giờ có thích hay không thích nữa thì mình cũng phải cắt sợi tóc ngắn bớt. Tại vì dường như á, cái chất tóc này nó đã trôi hết cái màu, hạt màu nhân tạo ở trong sợi tóc hết rồi. Trôi sạch sành xanh luôn rồi. Các bạn thấy chải mà chải chừng nào là tóc nó rớt ra chừng đó luôn nè, mặc dù chưa cắt mái nè. Nên giờ mình muốn mà nó khi mà cái tóc mà nhuộm xong á, nó khai hạt màu nó bổ sung vào thì nhìn sợi tóc nó sẽ no, nó đầy hơn, nó chắc chắn hơn. Còn bây giờ thì nhìn nó chán quá. Là phần trước nè, mọi người nhìn cái phần trán nè. Nó không được đẹp, đúng không? Thì mình chỉnh những cái sợi phía bên tay phải đi nè. Hồi bữa thế hệ xong mua con đó nó bền hơn. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, y'all got the semi-four weight. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and tried to locate. This for the time, got time for no day. One, too many ongoing. Two, too crazy and I got bad ones and they ready. Four, a good time, so now it's five, into it, we left the six. Can't remember anything, but I know we got lit, lit, lit. Think I'm seeing things. Read the line in mid between. Yellow light, I gotta speed up. Get home to a cold shower. Need that pronto. Look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. She said, boy, you in Morocco. Pearl white mansion in the top gold. Fill up my cup with the pop, whoa. High off life in the spot, though. Running out the visa. Really talking to a real life Mona Lisa. Jesus pieces hanging off the fleece. So much going on, it's hard to focus on the features. I got one, too many, I'm going. Two, too crazy and I got. Đây, mọi người có thể nhìn kỹ lại nè, sợi tóc đã chắc khỏe hơn rồi. Cái tóc này là màu xanh nhưng mà vài ngày nữa nó sẽ trôi ra. Cái này mình chỉ nhuộm duy nhất một tí màu đen thôi chứ không có bỏ thêm màu xanh một xíu gì hết, nhưng mà ở trên mình quét nhanh để cho nó ra màu xám xám một xíu. Cái chân tóc nè, cái chân tóc là nó đang màu xám tại vì nó xuống màu không kịp. Khoảng 2-3 ngày sau nữa thì nó sẽ kết ngọn tóc đã yếu rồi thì nó sẽ trôi cái màu này ra, nó trôi màu ra. Và cái chân tóc hồi nãy nếu mà các bạn muốn đều thì các bạn tẩy cái chân tóc thêm một tí nữa là nhuộm nó đều ru luôn. Nhưng mà cái này mình không tẩy để hạn chế hư tóc nhé, có thể nha. Và sợi tóc nó rất là chắc. Chắc không? À, nhìn nè, giờ nhìn hai bên này nè. Nó đều lắm. À. Chứ mình canh cái khung thôi, chứ tuyệt đối không có được canh cái màu tóc. Tại vì lúc nhuộm đen nó đùng màu nhau tự nhiên nhìn nó đều ru à. Nhưng mà canh cái màu tóc lúc tóc trắng á là chết đấy nha. Nhuộm màu đen, nhuộm màu tối lên cái là rồi đó. Chúc bạn may mắn lần sau. Rồi, quay thành phẩm nha.